Đề nghị là dừng giải và trao chức vô địch cho câu lạc bộ Sài Gòn. Tuy nhiên thì liên đoàn cũng như là công ty VF thì cũng tiếp nhận và đấy là cái ý kiến. Tuy nhiên thì sáng nay chúng tôi họp thường trực cũng xác định là giải vẫn sẽ quyết tâm tổ chức, chỉ không tổ chức giải trong trường hợp bất khả kháng chính phủ hoặc là nói chung là chính phủ không cho phép tổ chức thì lúc đấy là nói tức là các cơ quan mà nhà nước có thẩm quyền không cho phép tổ chức sự kiện thể thao thì lúc đấy mới không tổ chức được, mới không tổ chức. Còn về mặt nguyên tắc trong các điều kiện mà tổ chức được thì công ty VPF cũng như Liên đoàn bóng đá Việt Nam xác định là sẽ vẫn tổ chức giải. Tất nhiên chúng ta sẽ tùy vào những cái thực tế và quỹ thời gian các thứ để có những cái phương án cụ thể, thì tôi nghĩ rằng là nó sẽ rất là khó, rất là dài để trình bày này. Thì tôi xin có lẽ là câu hỏi này thì chắc là rất là nhiều phóng viên muốn hỏi. Thì hôm nay là chúng tôi sáng nay chúng tôi họp thường trực và đã quyết định là sẽ cố gắng tổ chức trong điều kiện cho phép và chỉ không tổ chức được trong điều kiện bất khả kháng, không thể tổ chức được. Với tình hình dịch như hiện nay thì như tôi nói là về mặt chi tiết, về mặt phương án thì bên ban điều hành giải sẽ có những phương án cụ thể, đề xuất các phương án trong tình hình từng mốc thời gian một để báo cáo với liên đoàn và ban liên đoàn để nếu như giải kết thúc được 31 tháng 10 là tốt nhất. Còn trong trường hợp dịch kéo dài và khó tổ chức thì vấn đề là sau mốc 10 thì chắc nhiên sẽ có một phương án nữa, mà tại vì chúng ta cũng biết là nếu trong Suzuki Cup thì đang AMF là đang dự tính là sẽ lùi sang năm, thì nếu như mà chúng ta lùi được giải xong mốt 10 trong tầm bất khả kháng có thể lùi được, trách nhiệm đây sẽ ảnh hưởng đến các câu bộ sẽ phải nuôi quân, sẽ phải cầu thủ ngoại, rất nhiều vấn đề. Cho nên là tôi nghĩ là vấn đề hiện nay chúng ta vẫn là phải để cho ban điều hành giải lên các phương án để tùy theo từng mốc của thời gian cụ thể. Và như tôi nói thì là như chính phủ, thủ tướng chính phủ đã có một cái rất là quyết liệt trong chỉ đạo về vấn đề này, và chúng ta rất là hy vọng chính phủ sẽ giữ được cho không cho dịch lan ra, thì nếu mà dịch không lan ra được thì chắc chắn rằng là giải Việt League sẽ tiếp tục tổ chức được sớm. Nhưng mà tôi cũng biết là ban tổ chức giải chắc chắn sẽ có rất nhiều điều phải lo nghĩ, thậm chí như bản đồ đã ký câu chuyện liên quan bản quyền truyền hình. Thì anh có thể chia sẻ xem nếu như bây giờ chúng ta dừng giải và trao giải ngay thì nó khó khăn như thế nào của cái ban tổ chức và nó để lại hệ lụy ra sao cho chúng ta trong những cuộc giải đấu. Xin cảm ơn anh. Vâng, xin trả lời câu hỏi của phóng viên Minh Hà. Chúng ta biết là tất cả mọi thứ thì bóng đá thì sống bằng tiền tài trợ. Tất cả các giải bóng đá của chúng ta đang sống bằng tiền tài trợ, chúng ta không có nguồn ngân sách của nhà nước và các hợp đồng đăng ký thì trên nguyên tắc là phải thực hiện. Nếu như chúng ta không thực hiện thì hoặc là chúng ta có những phá vỡ hợp đồng thì chúng ta sẽ bị xử lý theo chuyện hợp đồng. Nhưng để trước hậu quả đầu tiên là chúng ta không có tiền, không có tiền thì đấy là về mặt tài chính, chúng ta không có tiền thì chắc chắn là sẽ không làm gì cả. Đấy là tôi nói gọi là nói nôm na như vậy. Tuy nhiên hiệu quả thì rất là hệ lụy rất là nhiều. Một khi đã phá vỡ hợp đồng là mất uy tín, ai sẽ tài trợ tiếp cho nữa? Sang năm họ bảo người nếu mà tài trợ họ bảo các anh không còn giữ uy tín đâu mà chúng tôi tài trợ. Đấy là một cái mà tức là diễn giải cái nôm na rằng là để mà việc tổ chức một giải bóng đá chúng ta đã ký hợp đồng và chúng ta phải thực hiện theo hợp đồng. Còn tất nhiên là bị dịch có thể là co giãn này nọ thứ, đấy là những cái mà chúng ta phải thỏa thuận lại
với nhà tài trợ, giống như là giải Philippines vừa rồi chúng ta đã phải thỏa thuận lại với nhà tài trợ là chúng tôi vẫn đảm bảo là cả trả được hết quyền lợi cho nhà tài trợ để họ không trừ tiền chúng ta. Chưa kể về mặt chuyên môn thì tất nhiên là các nhà chuyên môn thì sẽ nói tốt hơn tôi về chuyện này, nhưng mà nếu rõ ràng nếu như một dạng một nền bóng đá ở quốc gia có hai mảng là mảng tự tuyển và giải lích là nền tảng của đội tuyển. Nếu như giải lích không tổ chức thì làm sao mà chúng ta có được đội tuyển tốt được, và đặc biệt là gì, nó ảnh hưởng rất nhiều đến hình ảnh. Vừa rồi chúng ta thấy rằng là bóng đá không chỉ là bóng đá còn là rất là liên quan đến rất nhiều vấn đề. Nếu như bóng đá không tổ chức được vì một lý do nó không chính đáng thì điều đầu tiên Liên đoàn bóng đá, tôi nghĩ Việt Nam là Liên đoàn đầu tiên là chắc là tôi sẽ lên đường trước, xong rồi đến quan chức của Liên đoàn Việt Nam và rất là nhiều vấn đề khác. Ý nghĩ là trách nhiệm của chúng tôi, những người tổ chức giải, những người đang của Liên đoàn Việt Nam phải làm sao mà thực sự tổ chức thật tốt được cái giải V-League trong những điều kiện khó khăn như này. Mà khi mà tôi nghĩ rằng là chúng ta vượt qua được khó khăn để tổ chức giải đến đích, đấy là một cái mà tôi nghĩ rằng là mọi người sẽ ghi nhận. Xin hết.